Xin chào các em học sinh. Trong thời gian tạm nghỉ không đến trường vì dịch bệnh COVID-19, để giúp các em không bị quên bài và theo kịp chương trình môn tin học, thầy đã xây dựng bài giảng trực tuyến. Các em chú ý học thật kỹ những gì thầy giảng dạy. Các bạn nào có máy vi tính ở nhà nên rèn luyện thêm phần thực hành. Còn bạn nào không có máy vi tính thì càng chú ý hơn các bước thực hành mà thầy hướng dẫn. Để khi đến trường học lại bình thường, các em sẽ theo kịp chương trình. Ở mỗi bài thì đều có phiếu bài tập dành cho các em. Các em hãy cố gắng hoàn thành đầy đủ. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với chủ đề 24, sắp xếp dữ liệu. Trước khi vào những phần trọng tâm của chủ đề này, thầy sẽ ôn lại cho các em một số kiến thức. Đầu tiên, chúng ta sẽ ôn lại kiến thức sử dụng bảng tính để tính toán. Bảng tính Excel có khả năng tính toán kết quả của các phép tính cơ bản. Sau đó có thể sao chép cách tính sang hàng hoặc cột bên cạnh để tự động tính toán cho các kết quả kế tiếp. Ngoài ra, khi điều chỉnh dữ liệu, kết quả đã tính cũng sẽ tự động điều chỉnh lại. Bây giờ, thầy có một bảng dữ liệu như sau. Các em nào có máy ở nhà cũng nên gõ lại cái bảng dữ liệu giống như thầy đã trình chiếu cho các em. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em thực hành. Các em chú ý. Đầu tiên, chúng ta nhấp chuột vào ô F7. Đây là ô F7. Cột F. Hàng 7. Ô này được gọi là ô F7. Sau đó, nhập vào biểu thức sau. Bằng D7 cộng E7. Sau đó chúng ta nhấn Enter. Sau khi nhập xong biểu thức, các em quan sát tại ô F7, chúng ta thấy rằng tổng số kẹo là 25 được cộng lại từ số kẹo được thưởng và số kẹo bạn tặng. Như vậy, ta đã tính được tổng số kẹo của bạn Phạm Hùng Dũng là 25. Tiếp tục, các em di chuyển chuột xuống ô F8 và các em cũng gõ dấu bằng. Sau đó, các em sẽ sử dụng chuột nhấp vào ô D8. Các em quan sát, khi chúng ta sử dụng chuột nhấp vào ô D8, thì các em thấy rằng ở ô D8, nó sẽ được bao bọc lại bởi một cái khung. Sau đó, thầy nhấn tiếp dấu cộng. Và các em nhấn tiếp vào ô E8. Các em quan sát, khi thầy nhấn vào ô E8, thì lúc này ô E8 cũng được bao bọc lại bởi một cái khung. Tiếp tục, thầy nhấn phím Enter. Các em quan sát kết quả. Như vậy, ta tính được tổng số kẹo của bạn Trần Ngọc Mai là 20. Bây giờ, chúng ta sẽ nhấp chuột vào ô F8 hoặc là ô F7 đã có kết quả. Em hãy tìm xem có thể đọc lại biểu thức mà em đã nhập ở đâu trên thanh công cụ. À, các em thấy rằng khi thầy chọn vào ô F8, các em sẽ thấy được công thức ở ô F8 sẽ hiển thị trên thanh công cụ Fx. Các em lưu ý thanh công cụ Fx này còn được gọi là thanh công thức. Bây giờ thầy nhấn vào ô F7. Các em quan sát công thức ở ô F7 đã được hiển thị trên thanh Fx. Bây giờ, chúng ta thử thay đổi số kẹo được thưởng tại ô D7 và ô D8. Kết quả sẽ thay đổi thế nào? Bây giờ thầy sẽ thay đổi ô D7. Thầy sẽ thay đổi thành 20. Sau đó thầy Enter. Các em thấy tổng số kẹo ở ô F7 tự động thay đổi theo. Hoặc thầy thay đổi dữ liệu ở ô D8 là
20 chẳng hạn. Các em thấy rằng tổng số kẹo ở ô F8 cũng thay đổi theo. Như vậy, khi thay đổi số kẹo được thưởng tại ô D7 và ô D8, thì kết quả tổng số kẹo tại ô F7 và ô F8 cũng thay đổi theo. Các em tính toán cho các ô tương tự còn lại. Để tính toán nhanh cho các bảng tính có công thức tương tự nhau như ô F7 và ô F8, thì Excel cho phép chúng ta sao chép công thức từ ô trước sang ô sau một cách nhanh chóng. Bây giờ, thầy chỉ giữ lại kết quả của ô F7 thôi, còn ô F8 thầy sẽ xóa đi bằng cách các em chọn vào ô F8, sau đó các em nhấn vào phím Delete để xóa kết quả. Sau đó, các em sao chép công thức bằng cách nào? Các em chọn vào ô F7 đã có công thức, đã có kết quả. Sau đó, các em đưa chuột vào góc dưới bên phải của ô F7. Khi các em đưa chuột vào góc dưới của ô F7, các em quan sát con trỏ chuột sẽ biến thành dấu cộng màu đen như trên màn hình các em thấy. Lúc này, các em sẽ nhấn giữ chuột trái và kéo xuống các ô còn lại. Sau đó, các em thả chuột trái ra. Thì các em thấy rằng các ô còn lại đã được Excel tự động tính toán cho chúng ta. Các em lưu ý giúp thầy. Tiếp tục, chúng ta sẽ ôn tới phần lập công thức đơn giản. Các em lưu ý, khi lập công thức tính toán cho Excel, ta luôn bắt đầu với việc nhập dấu bằng. Thực hiện theo nguyên tắc nhân chia trước, cộng trừ sau. Phép tính trong ngoặc đơn trước, ngoài ngoặc đơn sau. Bây giờ, thầy có một bảng dữ liệu như sau. Các em chú ý, thầy thực hành. Để tính được kết quả tại ô tổng cộng, em cần phải cộng cả cột màu chì, màu sáp, màu nước lại với nhau. Thì lúc này chúng ta sẽ lập công thức như sau. Các em gõ dấu bằng. Sau đó, các em nhấp chuột vào ô D7 cộng ô E7 cộng ô F7. Sau đó các em Enter. Như vậy, thầy đã tính được tổng cộng số màu mà bạn Phạm Hùng Dũng có là 9. Bây giờ các em sao chép công thức cho các ô kết quả còn lại. Thầy nhắc lại, các em đưa con trỏ chuột vào góc dưới ô bên phải đã có kết quả. Sau đó các em nhấn giữ chuột trái và kéo xuống các ô còn lại để Excel sẽ tự động tính toán kết quả cho chúng ta. Tương tự, để tính được cột trung bình cộng, các em sẽ làm như thế nào? Các em sẽ lập công thức như sau. Chúng ta gõ dấu bằng. Sau đó các em mở ngoặc đơn. Chúng ta sẽ cộng 3 màu này lại. Đầu tiên đó là màu chì cộng màu sáp cộng màu nước. Sau đó các em đóng ngoặc đơn. Trung bình cộng thì chúng ta lấy 3 màu này cộng lại, sau đó chúng ta chia mấy các em? À đúng rồi, chúng ta chia 3. Các em lưu ý, trong Excel dấu chia sẽ là dấu xoẹt chứ không phải là dấu hai chấm. Các em gõ dấu hai chấm trong Excel như vậy là không đúng. Dấu chia trong Excel là dấu xoẹt. Sau đó các em gõ số 3.
và chúng ta Enter. Như vậy, thầy đã tính được trung bình cộng số màu của bạn Phạm Hùng Dũng. Tương tự, các em chỉ cần sao chép công thức xuống các ô còn lại. Như vậy, thầy đã tính được trung bình cộng cho các bạn. Các bạn còn có một cách nào khác để tính được trung bình cộng không? À, ở đây thầy gợi ý luôn. Thay vì thầy sẽ cộng 3 màu này lại, sau đó thầy chia 3, thì thầy sẽ lấy cái cột tổng cộng thầy đã tính được, sau đó thầy chia 3 thì cũng ra được kết quả giống như kết quả này. Bây giờ thầy thực hành cho các em xem. Thầy chọn hết tất cả dữ liệu, sau đó thầy bấm phím Delete để xóa hết tất cả dữ liệu trong ô. Bằng, thầy lấy cột tổng cộng là ô G7. Sau đó thầy xoẹt 3, Enter. Như vậy, thầy cũng ra được trung bình cộng. Như các em thấy, thay vì các em có thể tự động mình lập ra công thức cho mình, thì trong Excel có hỗ trợ cho các em một cách tính toán nhanh hơn. Là Excel đã viết sẵn một số công thức gợi ý tính tổng cộng, tính trung bình cộng, tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Bây giờ thầy sẽ xóa kết quả của hai cột tổng cộng và trung bình cộng. Bây giờ thầy sẽ chỉ cho các em cách tính toán tổng cộng nhanh nhất mà Excel đã sử dụng viết sẵn cái hàm tính tổng cộng cho các em. Các em để ý ở nhóm Editing có một nút công cụ là Auto Sum, tức có nghĩa là tính tổng cộng một cách tự động. Bây giờ thầy bấm vào nút này. Thì các em thấy khi thầy bấm vào nút lệnh Auto Sum thì tự động Excel sẽ có một cái tên hàm là Sum. Sau tên hàm sẽ là mở dấu ngoặc đơn và D7 2.F7 đóng dấu ngoặc đơn. Như vậy D7 2.F7 tức có nghĩa là vùng chọn. Các em để ý nha. Vùng chọn. Chọn từ ô D7 cho đến ô F7. Bây giờ thầy nhấn Enter. Các em lưu ý các em có thể chỉnh lại vùng chọn này bằng cách các em click vào ô các em muốn chọn. Sau đó các em kéo đến ô cuối cùng mà các em muốn tính toán. Sau đó các em thả chuột ra. Như vậy ở đây thầy ví dụ thầy chọn từ ô D7 cho đến ô E7. Nhưng mà ở đây cột tổng cộng là chúng ta cần phải tính 3 màu. Chính vì vậy các em cần phải kéo từ ô D7 cho đến ô F7. Sau đó các em Enter. Tương tự chúng ta sẽ sao chép công thức cho các ô còn lại. Đó. Các em thấy cách tính toán như vậy nó sẽ nhanh hơn so với các em phải gõ từng ô địa chỉ và phải suy nghĩ ra công thức để tính toán. Tương tự với trung bình cộng thì sao? Trung bình cộng, các em để ý cho thầy, cũng tại nhóm Editing, cũng tại nút lệnh Auto Sum, kế bên nút lệnh Auto Sum sẽ có một cái dấu tam giác nhỏ. À, một chỗ mũi tên nhỏ ở đây, các em click chuột trái vào. Thì các em thấy rằng ở đây có một cái hàm mà Excel viết sẵn cho chúng ta tính trung bình cộng, đó là Average. Các em click chuột trái vào lệnh này. Thì các em thấy bằng Average mở ngoặc đơn D7 2.G7 đóng ngoặc đơn. Như vậy Excel chọn sẵn cho chúng ta cái vùng để tính trung bình cộng. Theo các em cái vùng này đã đúng chưa? À, vùng này chưa đúng nha các em. Bởi vì G7 là cột tổng cộng của chúng ta ở đây. Nếu chúng ta quét
Với vùng chọn từ ô D7 đến ô G7 như vậy thì sẽ bị dư, thì kết quả sẽ ra sai, không chính xác. Chính vì vậy các em cần phải quét lại vùng chọn từ ô D7 cho đến ô F7. Sau đó các em enter. Tương tự các em sao chép công thức cho các ô còn lại. Tiếp theo, để tìm được kết quả nhiều nhất và ít nhất thì sao? Kết quả nhiều nhất trong Excel cũng viết cho chúng ta sẵn một hàm để chúng ta tìm được kết quả nhiều nhất. Như các em thấy, về số màu của bạn Phạm Hùng Dũng, nhiều nhất là màu nào? À, nhiều nhất là màu chì, là 4. À, trong Excel cũng có một hàm để tìm được số lượng nhiều nhất. Cũng tại nhóm Editing, cũng tại nút lệnh Auto Sum, các em lít vào nút mũi tên nhỏ bên cạnh. Sau đó, các em chọn vào hàm Max. Max tức có nghĩa là hàm tính giá trị lớn nhất. Đó, Excel tự động quét khối từ ô D7 cho đến ô H7 là chưa chính xác nha các em. Các em cần phải quét lại. Sau đó các em enter. Như vậy, hàm max đã giúp cho chúng ta tìm được số màu nhiều nhất của bạn Dũng là màu chì, là 4. Tương tự các em sẽ sao chép công thức cho các ô còn lại. Ví dụ như bạn Đinh Kim Oanh, số màu nhiều nhất của bạn Đinh Kim Oanh là 7. Kết quả ra là 7. Vậy thì ít nhất thì sao? Ít nhất Excel cũng có một hàm viết sẵn cho chúng ta. Các em để ý, các em cũng bấm vào dấu mũi tên nhỏ kế bên hàm Auto Sum và các em chọn là Min. Min là nhỏ nhất. Các em quét lại vùng chọn giúp thầy. Vùng chọn Excel quét sẵn cho chúng ta chưa chính xác. Các em cũng quét từ ô D7 cho đến ô F7. Sau đó các em Enter. Tương tự các em sẽ sao chép công thức cho các ô còn lại. Như vậy, thầy nhắc lại, để tính được tổng cộng, trung bình cộng hoặc tính giá trị nhiều nhất, giá trị ít nhất, Excel đã viết sẵn cho chúng ta một số hàm. Ví dụ, hàm sum là hàm tính tổng cộng, hàm average là hàm tính trung bình cộng, hàm max là hàm tìm giá trị lớn nhất hoặc nhiều nhất, hàm min là tìm giá trị nhỏ nhất hoặc ít nhất. Các em lưu ý cho thầy, đây là bốn hàm cơ bản mà các em cần phải nắm trong chương trình học với bảng tính của lớp 4. Như vậy, để tính được các kết quả dưới đây thì sao các em? Các em sử dụng hàm viết sẵn luôn của Excel để tính ha. Thầy chọn Auto Sum. Thì tự động Excel sẽ quét cái vùng dữ liệu là từ ô D7 cho đến ô D14 và Enter. Tương tự các em sẽ sao chép công thức theo hàng ngang. Các em nhớ kiểm tra lại kết quả xem có đúng hay không. Tiếp theo, thầy sẽ ôn đến cho các em phần giá trị của dữ liệu. Các em lưu ý, khi dữ liệu có giá trị là kiểu chữ, ta không thể tính toán được với giá trị là kiểu chữ. Ví dụ như thầy có chữ là lớp 4 và kiểu chữ là lớp 5, thì các em thấy rằng là lớp 4 cộng lớp 5 thì nó không ra được kết quả. Các em nhớ nha, bởi vì hai giá trị này là giá trị kiểu chữ. Để xác định cụ thể giá trị dữ liệu của một ô trong Excel, ta đánh dấu khối chọn các ô cần quy định. Tại thẻ Home, ta nhấp chuột chọn nút lệnh General
rồi chọn giá trị cần quy định cho ô của Excel, hoặc nhấp phải chuột tại một ô Excel, chọn Format Cells, chọn thẻ Number. Thầy làm cho các em xem. Ví dụ thầy chọn tại ô A1, các em để ý, tại thẻ Home, tại nhóm Number, các em thấy rằng ô A1 của thầy có giá trị dữ liệu là kiểu gì? À đúng rồi, giá trị dữ liệu đó là kiểu General. Và General là kiểu gì? Một lát nữa thầy sẽ phân tích kỹ cho các em. Các em nhấp chuột vào nút mũi tên nhỏ bên cạnh thì các em thấy rằng sẽ có một số giá trị dữ liệu mà Excel quy định sẵn cho chúng ta. Ví dụ General, Number, Currency, Accounting, Short Day, Long Day, Time, Percentage, Fraction, Scientific Test. Hoặc các em có thể chuột phải tại một ô các em muốn quy định kiểu giá trị dữ liệu cho ô đó, sau đó các em chọn vào nút lệnh Format Cells. Thì các em thấy rằng tại thẻ Number cũng có một số giá trị dữ liệu mà Excel quy định sẵn cho chúng ta. Chẳng hạn thầy quy định tại ô A1 là kiểu test, sau đó thầy OK. Thì các em để ý tại nhóm Number của chúng ta, tại ô hiện giá trị dữ liệu sẽ hiện lên là test. Các em lưu ý, thầy sẽ giải thích rõ về các kiểu dữ liệu này. Ví dụ, General không có đặc điểm gì cụ thể, tức các ô nào mà có kiểu giá trị dữ liệu là General, các em có thể nhập kiểu số, kiểu chữ hoặc kiểu gì cũng được, bởi vì nó là kiểu không có đặc điểm gì cụ thể. Còn nếu các em quy định tại ô địa chỉ đó là kiểu giá trị Number, là dữ liệu là số, thì tại ô này các em nhập là số, ví dụ như số 1, số 5, số 7, số 12. Tiếp tục, currency là kiểu gì? Kiểu giá trị tiền tệ. Dữ liệu sẽ được tự động chèn thêm ký hiệu tiền tệ. Ví dụ, Việt Nam đồng 15.000. Vậy thì các em nhìn vào thì các em biết được rằng là 15.000 Việt Nam đồng. Tiếp theo, kiểu giá trị là date. Dữ liệu theo kiểu ngày tháng. Thì khi các em nhập vào ô dữ liệu này mà các em muốn nhập theo kiểu ngày tháng, ví dụ như là ngày 6 tháng 4 năm 2020, thì các em chọn vào cái ô dữ liệu này là kiểu date. Time là kiểu gì? Kiểu dữ liệu theo kiểu thời gian. Thì ví dụ như 12 giờ 30 phút 0 giây, PM là chiều. Percentage, dữ liệu được quy thành tỷ lệ phần trăm, được chèn thêm ký hiệu là dấu phần trăm, ví dụ như là 10%. Fraction, dữ liệu được chuyển thành phân số, ví dụ như là 3/4. Thì các em lưu ý, lúc nãy thầy nói, thay vì trong toán học là chúng ta viết số 3 ở trên, ở giữa là dấu gạch ngang, và số 4 ở dưới, đúng không? Vậy thì trong Excel, chúng ta sẽ viết dưới dạng như vậy là 3/4, tức có nghĩa là 3/4. Kiểu dữ liệu tiếp theo, kiểu test, dữ liệu dạng chuỗi ký tự không thể tính toán. Ví dụ như lớp 4, thầy nhập kiểu dữ liệu theo kiểu ký tự là lớp 4 vào ô đó và thầy quy định là test. Các em lưu ý, các em cần phải nắm được những cái giá trị dữ liệu cơ bản này để thuận tiện cho việc tính toán cho các em sau này. Các em lưu ý tiếp, dữ liệu dạng test không thể tính toán được, nhưng có một số chức năng đặc biệt. Một số chức năng đặc biệt gì? Thầy ví dụ như sau. Tại ô A1, ô B1 và ô C1,
Thầy quy định kiểu giá trị dữ liệu là kiểu test. Sau đó, tại ô A1, thầy nhập tiểu học. Tại ô B1, thầy nhập lớp 4. Tại ô C1, thầy nhập công thức bằng. Thầy chọn ô A1, dấu và. Thầy chọn tiếp ô B1 và sau đó thầy enter. Thầy làm lại cho các em xem. Thì các em thấy rằng tại ô C1 khi thầy nhập công thức bằng A1 và B1 thì các em thấy ô C1 sẽ nối chuỗi ký tự của ô A1 và ô B1 lại với nhau thành tiểu học lớp 4. Thầy ví dụ tương tự tại ô A2. Ví dụ chúng ta có cột họ là Phạm, Hùng và cột tên là Dũng. Tại ô C2 thầy sẽ nhập công thức như sau bằng chọn ô A2 dấu và thầy cho thêm ký tự khoảng trắng. Các em để ý, để thêm ký tự khoảng trắng thì các em cần phải bỏ trong dấu ngoặc kép. Sau đó các em thêm dấu và các em chọn vào ô B2 và enter. Thì các em thấy rằng tại ô C2 với công thức mà thầy đã nhập như trên thì sẽ nối chuỗi lại của ô A2 và ô B2 thành Phạm Hùng Dũng. Như vậy, đây là chức năng đặc biệt đối với kiểu dữ liệu dạng test. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến phần sắp xếp dữ liệu. Microsoft Excel có thể sắp xếp lại bảng tính theo một trật tự mà người sử dụng cần. Để sử dụng được thao tác này, chúng ta sử dụng công cụ sort. Các em để ý, để sắp xếp, các em sẽ sử dụng công cụ sort. Giờ chúng ta sắp xếp như sau. Bây giờ chẳng hạn thầy có một bảng dữ liệu số tranh vẽ của học sinh. Đây, thầy có một bảng dữ liệu như vậy. Bây giờ chẳng hạn như là thầy muốn sắp xếp lại tên của các bạn trong lớp của chúng ta theo ký tự từ theo thứ tự là alphabet, tức có nghĩa là bạn có tên Anh như bạn Trương Tuấn Anh nè sẽ nằm ở đầu tiên và tương tự là ABC thì thầy sẽ chọn vào cái ô của cái cột mà thầy muốn sắp xếp. Sau đó thầy sẽ chọn vào cái tab Data tại nhóm Sort and Filter. Các em chọn vào nút lệnh Sort. Tại cửa sổ Sort, các em để ý tại ngay chỗ Sort by, các em muốn sắp xếp cột nào thì các em chọn cột đó. Chẳng hạn thầy muốn sắp xếp cột tên thì thầy sẽ lích chuột vào dấu mũi tên. Sau đó thầy chọn vào cột tên. Ở đây chúng ta sắp xếp theo kiểu gì? Kiểu giá trị thì chúng ta để đi nguyên là values. Order, order A to Z, tức có nghĩa là các em sắp xếp theo theo gì? Theo kiểu như là từ chữ A cho đến chữ chữ Z. Bây giờ thì ok. Thì các em để ý, nếu các em sắp xếp mà nó hiển thị ra một bảng này thì nó nói chúng ta bởi vì trong dữ liệu chúng ta có một kiểu là các ô
gộp lại mà sale này các em thấy rằng các ô bị mệt lại thì nó sẽ không sắp xếp được. Chính vì vậy bây giờ thầy thử xóa đi cái hàng này đi. Thầy sắp xếp lại cho các em xem. Thì các em thấy theo cột tên thì theo kiểu alphabet từ A tới Z thì những bạn nào có tên chữ cái đầu tiên là chữ chữ A thì sẽ được xếp đầu tiên. Tiếp tục là đến bạn Dũng, Hà, Long, Mai, Oanh, Thanh, Xuân. Rồi. Các em lưu ý thêm một phần nữa. Bây giờ chẳng hạn như là thầy muốn sắp xếp theo màu chì mà theo kiểu là giảm dần thì sắp xếp như thế nào? Các em lưu ý. Chúng ta cũng chọn vào thẻ data. Sau đó các em chọn vào nút lệnh sort. Tại đây các em chọn cho thầy là cột gì? Cột màu chì. Thì lúc này các em thấy phần order của chúng ta small list to lớn list, tức nghĩa là từ nhỏ đến đến lớn. Nhưng bây giờ thì muốn giảm dần thì sao? Các em bấm chuột vào dấu mũi tên này, sau đó các em chọn vào longest to smallest, tức có nghĩa là lớn đến nhỏ là giảm dần. Các em chọn vào lệnh này, sau đó các em bấm OK. Thì các em thấy rằng những bạn nào có số lượng màu chì lớn nhất sẽ được đưa lên đầu, những bạn nào có số lượng màu chì thấp nhất sẽ được đưa vào cuối cùng. Thì em thấy rằng số lượng sẽ giảm dần. Nhưng bây giờ thầy muốn ràng buộc thêm một điều kiện nữa, tức có nghĩa rằng là những bạn nào có số lượng màu giống nhau, để thầy coi coi, hai bạn này thì số lượng màu này giống nhau hết trơn rồi, ba màu luôn, màu chì, màu sáp, màu nước đều giống nhau hết. Bây giờ chẳng hạn như thầy chọn mà cho hai cái màu này, hai bạn này nó khác nhau đi, ví dụ như là chỗ này là ba đi chẳng hạn, đó rồi chỗ này là bốn đi, này là bốn đi, rồi ví dụ chẳng hạn như là bạn Mai và bạn Thanh có hai cái màu chì là bằng nhau. Bây giờ thầy muốn ràng buộc thêm là nếu hai bạn này có hai màu chì bằng nhau thì sẽ xét tiếp là màu sáp. Màu sáp bạn nào nhiều nhất sẽ được đưa lên đầu. Như vậy thì khi lúc đó thì lúc này các em thấy rằng là bạn Thanh sẽ được xếp trước bạn Mai. Bởi vì màu sáp của bạn Thanh nhiều hơn màu sáp của bạn Mai. Bây giờ thầy sẽ sắp xếp lại ha. Các em để ý. Các em chọn vào nút lệnh Add Level. Các em thấy rằng là điều kiện là Then By. Sau khi xét điều kiện là màu chì thì chúng ta sẽ xét tiếp điều kiện là màu màu sáp, cũng từ lớn xuống nhỏ là giảm dần đó các em. Sau đó các em bấm OK. Đây các em thấy rằng ở đây các em thấy không, là bạn Thanh và bạn Mai có màu chì bằng nhau nhưng bạn Thanh có màu sáp lớn hơn bạn Mai, chính vì vậy bạn Thanh sẽ được xếp trước, sau đó mới đến bạn Mai. Các em lưu ý về phần này giúp thầy ha. Như vậy thầy có một bài tập như sau. Các em nào có máy ở nhà thì các em nên làm bài tập này giúp thầy ha. Bài tập: em hãy sắp xếp lại bảng tính của em theo thứ tự quy định sau. A. Danh sách các bạn theo số tranh tổng cộng giảm dần. B. Danh sách các bạn trong lớp theo thứ tự bằng chữ cái của cột tên. Ha, các em gõ bảng dữ liệu này vào, sau đó tính tổng cộng và trung bình cộng giúp thầy, sau đó sắp xếp cho thầy. Và các em cũng đừng quên rằng là ở dưới mỗi video mà thầy up trên YouTube á, vào phần mô tả ở dưới thầy có gửi một cái đường link làm bài tập. Các em bấm vào đường link làm bài tập, sau đó các em bấm vào nút gửi thì thầy sẽ nhận được kết quả bài tập của các em. Như vậy, tiết học của chúng ta đến đây là hết. Thầy chào tạm biệt các em. Hẹn các em vào tiết học vào lần sau. Chúng ta sẽ học đến chủ đề 25,
là chọn lọc dữ liệu. Chúc các em luôn luôn học giỏi và mạnh khỏe. Chào tạm biệt các em.